Alo, Switch Nguyễn xin mến chào các anh chị em, cô chú và các bạn nha. Hôm nay thì gia đình em cho trời nắng nóng quá nên là tụi em tổ chức đi picnic nướng thịt ở chỗ có tên gọi là Thun C. Em sẽ gửi cái đường link ở dưới phần mô tả của video, thì anh chị em cô chú nào ở gần khu vực này thì có thể là vào đường link em gửi để mà xem cái địa chỉ mà đến đây. Chỗ này nằm kế bên luôn cái chỗ gọi là Strand Park Thun C, là cái hồ bơi á của Thun C đó cả nhà. Cái chỗ này thì cho bé các bé nhỏ tắm rất là thích luôn, nó cạn lắm luôn á. Cái sân khấu này họ đang xây để mà biểu diễn nhạc kịch của Thụy Sĩ á, tiếng Thụy Sĩ. Thì hồi mấy năm trước thì họ làm ở Zurich, thì năm nay họ làm ở Thun C. Anh chị em nào thích thì đang bốc vé nhanh nhanh nha, sắp hết rồi đó. À, chỗ này nướng thịt lý tưởng luôn, nằm vô cái đảo nha, đây hòn đảo nhỏ nè, mát lắm luôn. Anh chị em ơi, em đang ở ở Thun C. Chỗ này có là cái chỗ mà người ta cho mình nướng thịt nè. Ở bên trong á có nhiều lò, giống hồi em sẽ qua cho mọi người cùng xem nha. Dạ có bàn luôn, mình chỉ việc đến đây mình mang đồ theo, mình làm lều trại nè hoặc là cái miếng lót để mình chơi thôi. Rồi mình đi bơi, mình bơi thuyền cái mấy miếng ván 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 trượt á, mình bơi trên đó. Mà khi xuống đây thì anh chị em nhớ mang đôi giày, đặc biệt đi xuống nước nha, tại vì ở dưới hồ là đá sỏi không, mình đi rất là đau chân. Để mà nướng thịt ở đây được thì các anh chị em nhớ mang theo cái vỉ nướng nha, rồi than và đồ nhóm lửa nha. Zoom zoom cận cảnh nữa nha. Cho mấy đứa ăn chứ. Đó, chỗ này nướng nhiều chỗ lắm luôn nè mọi người. Có bàn đó nha, bây giờ là hello. Chương trình chuẩn bị phục vụ nè, cà phê ly nhiêu chị? 50 đồng một ly. À chị ba, trong đó có gì mà mắc dữ vậy chị? Tại vì cái này là hàng hiếm, cà phê xịn mà, với lại hàng hiếm đem đá theo đi đâu không đem đá đâu. Em nghĩ là cà phê này nó đem từ Ben mà xuống tới Full NC là nó mắc tiền thôi á. Anh yêu, anh yêu. Thằng này hư rồi. Thằng này hư. Cắt lại. Nướng miếng mà gì mướn lẹ là lấy ăn được á. Ôi mọi người ơi, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn không? Bây giờ nó nóng là nướng lẹ lắm. Đã vào cậu nướng luôn là mới ghê chứ. Tưởng hả? Nói chung là đầy đủ hết á. Cái dao cắt chanh lụa đâu rồi? Đây đây. Hay được. Rồi, hấp dẫn chưa? Muốn ăn gì lấy đi. Rồi tao ăn gì mà lấy chưa? Cái đầu chưa chín lên không? Cái đầu chưa chín rồi. Dưa leo, dưa leo nè, nhỏ lên. Em bỏ vỏ dĩa rau cho hoành tráng, dĩa rau anh yêu. Tí đợi xíu đi mẹ, mẹ đang làm cho em. Cái gì? À mà đây mình mở buffet thịt nướng nha cả nhà ơi. Barbecue. Không còn từ đấy đi ha. Cậu lấy bún không? Cảm nhận ăn ngoài này sao, mát mẻ không? Ăn mát mẻ gì nào? Trời sao thịt đâu? Sao không phải thịt gì chơi vậy?
Ở đây có rất là nhiều lò nướng luôn á. Tôm ngon nè. Rồi bò ngon nè. Cái gì ngon nữa? Rau nữa. Rau cũng ngon nữa. Tao review thịt bò có mềm không? Không mềm là do chị Trương nướng á, thả nấu á. Bò này thỏi định thỏi mua đâu nè. Em mua bò xịn á mà người thỏi nướng mà nó hôi nó cứng là tại không nữa, ngon thì ăn mà tan cho miệng luôn á. Không được nuốt mà xong. Không có nhai mà bỏ miệng tan luôn không? Thịt bò xịn vậy luôn á. Bò xịn vậy luôn. Bò thật. Thôi cả nhà, bây giờ em đang thưởng thức nha, nãy giờ là bây giờ cực khổ, bây giờ giải qua sung sướng nè, bây giờ phải ăn thôi. Chỗ này thì là picnic rất là lý tưởng luôn, cảnh đẹp, nhìn ra bờ hồ rất là đẹp, xung quanh thì mát mẻ, nhưng mà có một cái là ở dưới nền đất á sỏi nhiều quá, cho nên anh chị em nhớ đem miếng lót mà dày dày mới được khi mà có trẻ nhỏ, tại vì miếng lót mà nằm mà mỏng quá nó sẽ bị cấn đau lắm luôn á. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với em nha, nãy giờ làm cực khổ, bây giờ mình phải thưởng thức cái món mình làm nè. Họ tự bảo kê thống này đi. Oh. Mà mỡ thơm mùi gì? Thơm mùi gì? Thơm thịt nướng. Mùi nước mắm. Để em đi vòng em review cái khu này cho mọi người cùng xem nha. Đó, đây nè, dài vịt ngỗng, chim bò thiên nga gì, chim cò thiên nga gì cũng có, chứ tắm chung với mình á. Nè. À, còn xa xa đó người ta bơi bên bãi bên kia đó. Bên kia là cái hồ bơi đó mọi người, mình vô trong đó mình mua vé cho nên là mình sẽ được tắm trong hồ và mình đi ra ngoài hồ mình bơi luôn cũng được. Đó là khu vực bên kia là khu vực của hồ bơi. Còn đây nè, đây có cái chỗ mà để mình dục rác ra luôn, rồi nướng thịt vòng vòng đây cũng có cái hồ, có cái lò nướng nữa nè. Nhiều chỗ lắm luôn á. Em đi vòng nha. Các anh chị em nào ở gần Hồ Thun này, khu vực này, chỗ này gọi là Quạt ở Thun, NC. Ở bên kia có cái sân khấu lớn họ đang xây để mà biểu diễn nhạc, nhưng mà sắp sửa xong nè. Cái chỗ này là một cái hàng hòn đảo nhỏ xíu à, nó có cái cầu mình đi qua. Ngồi trong này ăn cũng được, nhưng mà nóng ăn nổi. Hấp dẫn quá. Cảnh này ở thị sĩ khiếm khi gặp lắm nè. Tàu là chư. Cảm ơn.
giờ đoàn người sau khi đã ăn no bụng bây giờ đi về bây giờ tan nát cuộc đời sơ sát luôn, lúc đây là tươi tỉnh rồi hả. Kết giờ cái đoàn người này đi đi picnic thôi mà giống như đi tị nạn á. Âm xí gần dọn nhà đi, ở nhà như có gì là dọn hết á. Sẵn luôn rửa tay luôn nè. À, ngay chỗ này rất là tiện lợi luôn đó anh chị em. Ở đây cũng có WC luôn nè. Rồi ngay chỗ này họ có cho thuê cái đồ miếng ván trượt á, để mình thổi lên mình bơi trên hồ nè. Nếu không mua ở đây cũng được, cho thuê là tắm. Chỗ này thì nằm cạnh bên cái hồ bơi của Thu NC, gọi là Strand Bath Thu NC, cho nên cái bên đông người dữ lắm luôn, nếu mình vô trong đó thì mình phải trả tiền vé nha. À, quý vị anh chị em cô chú ơi, em xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị em cô chú trong video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại và chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Bye bye.